Hello, hôm nay Uyên muốn review cho các bạn về mặt nạ dưỡng căng da của C Herbals. Thành phần dưỡng căng da gồm đương quy, hoa hồng, bạch chỉ, bạch cập, hạnh nhân, tinh chất căng da thiên nhiên và các dược thảo khác. Công dụng là với tinh chất căng da thiên nhiên sẽ giúp xe kích lỗ chân lông, săn da, làn da trở nên trắng sáng, căng mịn rõ rệt, cũng như đẩy mạnh quá trình tái tạo, giúp da ngày càng sáng bóng, mịn màng hơn, cung cấp thêm collagen tự nhiên, thích hợp cho tất cả loại da, đặc biệt là da mụn và da thâm nhé. Các bạn đổ từ từ và đánh tan hỗn hợp thành một hỗn hợp sệt sệt. Nếu hỗn hợp quá lỏng, các bạn có thể bỏ thêm một chút bột vào. Nếu lỏng quá thì da sẽ không căng được đâu nha. Đây là hỗn hợp mà vừa vặn nhất, không quá sệt cũng không quá lỏng. Và các bạn cố gắng đánh để cho bọt nổi lên càng nhiều càng tốt nhé. Rồi, vậy thì mình bắt đầu công cuộc đắp mặt nạ thôi. Vậy là xong rồi. Nếu các bạn để tầm khoảng từ 1 đến 2 phút thì sẽ cảm giác tình trạng căng da trên da mặt của mình. Còn đối với Quyên thì Quyên muốn sử dụng thêm mặt nạ giấy như thế này để có thể lấy đi những cái bụi bẩn, cũng như lấy đi bớt những mụn đầu đen và những cái tế bào chết trên da mình. Mình đồ lên thêm một lớp nữa nè. Hãy chờ 15 phút nữa, Quyên sẽ cho các bạn thấy tình trạng căng da của Quyên như thế nào nha. Hello, đã qua 15 phút rồi. Mặt mình hiện tại rất là căng và mình muốn tháo ra ngay lập tức tại vì nó căng quá. Mình đã rửa sạch xong đây. Cảm giác của mình rất là thoải mái và da mặt thì thực sự là căng mịn. Sau khi sử dụng thêm mặt nạ căng da thì mình sử dụng thêm tinh chất. Vậy thì đã xong một bước skincare cho ngày cuối tuần.
Chúc các bạn và khách quen sẽ có được một làn da ưng ý nhất nha.